đó tuổi rồi tí chẳng thì đó gặp chị mẹ nó ông có tuổi mà ông cũng mà lòng đang bị chi mô mà mẹ nó mẹ bô vô có tiền á năm mấy tuổi sao mà năm mấy tuổi mấy có Mỹ nhà em hầu nó là ông có tiền Mỹ à ra cho rồi lúc trừ là cho hết có mấy cho hết bò nó luôn có mấy thì ổng nhiều tiền lắm một tháng Mỹ gửi về cho ổng mấy đồng đô là để cúng quải luôn ăn uống trừ trừ biết ổng như thế ai gửi về cho ổng không gửi nữa đó đó thì không gửi nữa đâu gửi nữa mà cho mấy trăm tiền nó cũng đưa cho bò nó hết còn xưa là coi người cầm thói cầm mấy đồng đô đó mà nó biết nhiều chi mình người xứ đó đó cho nhiều cái gì ờ bữa nay mấy đồng đô là nhiều chứ nào nhiều chị tiền điện nước rồi lo tiền hương thuốc cúng quải rồi Về đây mới đi thì đã rồi. Em mà anh đi được là em thấy suy nghĩ đi suy nghĩ thôi không dám làm đừng có giỡn họ nghe tự nhiên nói việc họ gửi em về đi con báo quá chừng luôn á chị đời nó không vô ra nó bắt đầu là cầu hình nó chắc chắn đi nó đi được nó đi vô chứ đâu ủa vô rồi hả mà gác là có ý là có một con bé nó mà ở chung ba đứa thì không được cái hồng con bé nó nhỏ quá chị có mắt
Nó nhỏ cho mẹ. Bài được không? Được chưa? Bài nào? Nộp à? Cô kêu nộp ngay. Rồi cô Giang còn kêu em nộp gấp nữa mà. Cái nào? Cho con lấy này hả? Chờ xíu đã. Không có được đi ra đây chờ mẹ mấy phút nữa đã. Lên ngồi ra. Em nghe chó rồi.